Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Có bao giờ bạn cảm thấy hoảng sợ khi phải ở lâu trong bóng tối mù mịt không? Ánh sáng đem đến cho chúng ta sự an toàn, niềm hy vọng và soi đường cho chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người tin Chúa là người không còn ở trong bóng tối nhưng có ánh sáng của sự sống, vì Chúa Giê-xu là ánh sáng của thế gian. Hành trình bước đi theo Chúa là hành trình chiếu sáng giữa đời. Hôm nay, ngày 29 tháng 1 năm 2024, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Pat Young qua chủ đề Sống trong ánh sáng. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều từng trải qua tình trạng bị mất điện ít nhất một lần trong đời, dù ở nhà riêng, hoặc ở chỗ làm, trường học, hoặc tại nhà thờ. Chính tôi cũng trải qua tình trạng mất điện vài lần trong đời vì những hoàn cảnh bất ngờ xảy đến như có bão hoặc do sự cố chập điện ở nhà hàng xóm. Vì thế, có những đêm tối mà đèn lại không thể chiếu sáng. Khi mất điện, chúng ta sẽ ở trong tình trạng tối tăm. Vì mất điện nên chúng ta không thể thấy được mọi vật cách rõ ràng. Và nếu không quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, thì chúng ta không thể nào thấy được đường đi. Sống trong tình trạng tối tăm thật là tồi tệ. Ngược lại, nếu hệ thống điện hoạt động bình thường, những bóng đèn trong nhà chúng ta sẽ được bật sáng đèn mỗi khi đêm về. Lúc đó chúng ta sẽ thấy được mọi vật. Nhưng đôi khi có những điều mà chúng ta không muốn nhìn thấy. Các đồ dùng trong nhà bám đầy bụi cần được lau sạch, sàn nhà cần được quét và lau, và còn nhiều việc khác mà chúng ta cần phải làm. Nhưng thật tốt khi chúng ta ở trong nơi có ánh sáng. Đối với đời sống tâm linh của chúng ta, trước khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ và dâng cuộc đời của mình lên cho Ngài, thì chúng ta sống trong bóng tối. Chúng ta thấy được ánh sáng nhờ những người tin nhận Chúa và phản chiếu ánh sáng của Đấng Christ qua chính đời sống của họ, cũng nhờ lời làm chứng về việc làm sao họ thoát khỏi bóng tối của tội lỗi để ở trong ánh sáng tuyệt vời của Ngài nè. Câu Kinh Thánh trong Giăng chương 8 câu 12 chép: Đức Chúa Giê-xu lại nói với dân chúng rằng: Ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối nhưng có ánh sáng của sự sống. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giê-xu đã trả mọi giá chuộc cho tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. Ngài chịu chết và chôn. Đến ngày thứ ba Ngài sống lại. Khi tiếp nhận Chúa và tin thờ Ngài, chúng ta sống trong ánh sáng và cũng trở thành một nguồn sáng. Dù chúng ta đối diện với hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cũng không cần phải quá lo lắng, vì Chúa Giê-xu đã trả đủ một lần cho chúng ta rồi. Nguồn sáng ấy sẽ không bao giờ bị tắt. Nếu không có ánh sáng, chúng ta sẽ mãi mò mẫm không lối ra trong bóng tối mù mịt. Vì vậy, chúng ta cần ánh sáng của Chúa Giê-xu soi chiếu trên cuộc đời của mình. Trước kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa, anh em là ánh sáng. Hãy bước đi như các con của ánh sáng. Ê-phê-sô chương 5 câu 8. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến trong thế gian này để chịu chết thay con và cho con được sống trong ánh sáng của sự sống và không còn bước đi trong bóng tối của tội lỗi. Xin Chúa giúp con tỏa soi ánh sáng của Ngài cho những người chưa biết đến Ngài, để họ có cơ hội được nghe về Ngài và tin nhận Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, dù hiện nay bạn đang đối diện với vấn đề nào đi chăng nữa, thì hãy tiếp tục ở trong sự sáng của Chúa và chiếu sáng ánh sáng của Ngài cho những người xung quanh bạn. Hãy tôn vinh Chúa và làm chứng về những ân phước lớn lao mà Ngài thực hiện trên đời sống của bạn. Hãy dùng đời sống để phục vụ Chúa và tỏa soi ánh sáng ở mọi nơi mà bạn đi đến. Ngài là Giê-xu vinh quang, Ngài sáng, hàng ngự trên ngôi nơi cao sang, bao tâm tôi biến tăng trong danh Ngài. Và chân lý Chúa luôn luôn rạng soi, khi Giê-xu yêu thương luôn đi cùng. Đời ta nay luôn đi trong sự sáng, và cùng Giê-xu tay trong tay, ngày đêm khăng khít đi trên đường đời. Giờ đây Chúa đã yêu thương dùng ta, nguyện làm ngọn đèn soi giữa thế gian. Tình yêu cao quý ấy thế gian hoài mong,
Giê-xu yêu thương, Ngài vui cứu giúp đổi thay đời ta, để chính hôm nay anh và tôi được làm sự sáng nhân gian. Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi tình yêu cao quý ấy, thế gian hoài mong. Giê-xu yêu thương, Ngài vui cứu giúp đổi thay đời ta, để chính hôm nay anh và tôi được làm sự sáng nhân gian. Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi sự sáng cho muôn người. Giê-xu vinh quang ngời sáng, hằng ngự trên ngôi nơi cao sang, bao tâm tôi biến tăng trong danh Ngài. Và chân lý Chúa luôn luôn rạng soi khi Giê-xu yêu thương luôn đi cùng. Đời ta nay luôn đi trong sự sáng, và cùng Giê-xu tay trong tay, ngày đêm khăng khít đi trên đường đời. Giờ đây Chúa đã yêu thương dùng ta, nguyện làm ngọn đèn soi giữa thế gian. Tình yêu cao quý ấy, thế gian hoài mong. Giê-xu yêu thương, Ngài vui cứu giúp đổi thay đời ta, để chính hôm nay anh và tôi được làm sự sáng nhân gian. Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi tình yêu cao quý ấy, thế gian hoài mong. Giê-xu yêu thương, Ngài vui cứu giúp đổi thay đời ta, để chính hôm nay anh và tôi được làm sự sáng nhân gian. Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi sự sáng cho muôn người. Tình yêu cao quý ấy, thế gian hoài mong. Giê-xu yêu thương, Ngài vui cứu giúp đổi thay đời ta, để chính hôm nay anh và tôi được làm sự sáng nhân gian. Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi tình yêu cao quý ấy, thế gian hoài mong. Giê-xu yêu thương, Ngài vui cứu giúp đổi thay đời ta, để chính hôm nay anh và tôi được làm sự sáng nhân gian. Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi sự sáng cho muôn người.